các thầy các cô bên nước bạn Lào. Mình sẽ chúc các bà đây với lại chị đây một phúc riêng mọi người nhé. Mani em mười muốn không à, không có lại. Xin chúc cô giáo. Phải sao em? Mẹ nó miền á. Trường cấp 3 xã Mường Pao mọi người ạ. Phải có nghĩa là các em học sinh ở đây chúc các thầy cô giáo rất nhiệt tình mọi người ạ. Cô giáo phê phê cần phan chứ phải nhìn nhiều nào chứ phải. Con đồng nhỏ cho con kinh đi con. À phân à, phải nhắn nhắn lùng, nhắn ngoài, nhắn cây viết nhé. Nó có hơn cái tàu không được. Đầy rớt lên. Sao Facebook luôn. Đây mới cày ăn không. Sao Facebook hả? Bây giờ bà Hồ Pham Lào Tài Hồ Tài Hồ H-E-N-G H-E-N-G Mới lại áo mặt khiến hai bằng lời Mì biết rồi. Mình xin Facebook với cô giáo rồi ạ. Cô giáo vui tính lắm. Mình đang xin trên Facebook cô giáo cho mọi người ạ.
giá hôm nay là phê rồi mọi người ạ. Bây giờ cái nhịp sống biên giới sẽ tường thuật là cái điệu nhảy lam bông của Lào nha mọi người nhá. Đây là các thầy cô giáo nha mọi người nhá. Các cô giáo ở trường cấp 3 Phong Mường Pao nha mọi người nhá. Mường Pao huyện Sầm Tớ của Lào. Thôi cô giáo là vui tính lắm mọi người ơi. Mọi người công nhận mình là cô giáo rất vui tính không mọi người? Cô giáo năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Kỳ bi. Sao hốc. Năm nay cô giáo là 26 tuổi. Hắn nói lông kia xe ra này nữa. Đây. Hắn nói lông nữa, ba đồng ký lông nữa. Anh Trường. Mai là cái Tết Lao Kha của người Thái ở quê mình mọi người ạ. Mình đang bảo là mai mời tất cả các anh em ở đây xuống để mà ăn Tết thăm gia đình mình nhá mọi người nhá. Còn bên này là các học sinh cấp 3 của trường cấp 3 huyện xã Mường Pao của huyện Sầm Tớ nha mọi người nhá. Đây là thầy hiệu phó mọi người ạ. Thầy hiệu phó và kiêm hiệu trưởng của trường luôn. Giáo đang phê cần người. Cô số 5 là mình thấy cô vui tính. Nhưng mà hôm nay hơi phê. Có em sắn này mọi người, em sắn hơi phê.
thầy hiệu trưởng nhá mọi người nhá. Thầy hiệu phó mà bây giờ đang là kiêm hiệu trưởng của trường nhá. Thầy rất vui tính mọi người ạ. Còn mình giới thiệu lại một lần nữa là các thầy cô mặc áo thể thao ấy là các thầy cô giáo và đây là các em học sinh cấp 3 của trường. Mình cảm thấy là tình thầy trò ở đây rất rất là gắn kết mọi người ạ. Mọi người có cảm nhận như mình không? Mình hôm nay là mình cũng lên lần đầu tiên được tham dự cái ngày nhà giáo của Lào hôm nay. Rất vui và ý nghĩa mọi người ạ. Còn ở bên kia thì các cô giáo và các em học sinh thì vẫn đang ngồi chúc rượu nhau mọi người ạ. Còn đây là các chú anh khách mời. Rất vui mọi người có nhận mình hôm nay rất vui. Mình lên đây lần đầu tiên và mình cảm thấy hôm nay là rất chi là vui mọi người ạ. Thôi video của mình xin được tạm dừng tại đây nhá. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe, một chia sẻ và một đăng ký nhá mọi người nhá. Mình cũng hơi phê rồi nhưng mà mọi người hãy cho mình một đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhá. Bye bye, xin chào mọi người.